Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình dinh dưỡng và sức khỏe được thực hiện bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chúng ta cùng tìm hiểu về quả dưa hấu nhé. Đây là quả dưa hấu. Trong tiếng Anh, dưa hấu đọc là watermelon. Dưa hấu là một loại thực vật thuộc họ bầu bí, có lớp vỏ cứng và chứa nhiều nước. Dưa hấu có nguồn gốc từ châu Phi. Dưa hấu rất giàu vitamin C. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta. Chúng mình cùng đọc một số từ tiếng Anh nhé. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Hệ miễn dịch. Immune system. Immune system. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta. Vitamin C helps us to strengthen our immune systems. Vitamin C helps us to strengthen our immune systems. Ngoài ra, trong dưa hấu còn chứa nhiều vitamin A và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kali, magie. Đặc biệt, hơn 90% thành phần của quả dưa hấu là nước. Vì vậy, ăn dưa hấu sẽ giúp chúng ta giải khát và bổ sung nước cho cơ thể nữa đó. Dưa hấu có thể chế biến thành nhiều món ăn và thức uống rất ngon và hấp dẫn như nước ép dưa hấu, mứt dưa hấu, salad dưa hấu, sữa chua dưa hấu. Chúc các bạn nhỏ ăn ngon miệng và nhớ ăn hết suất ăn của mình nhé! Để tìm hiểu nhiều thông tin bổ ích về dinh dưỡng của thực phẩm khác, các bạn nhỏ hãy thường xuyên đón xem chương trình Dinh dưỡng và sức khỏe nha!